Rồi em bắt đầu trình bày rồi nhá. Ok, trình bày đi. Vâng. Hiện tại menu em đang xây dựng là menu đa cấp để quy ạ. Tức là đầu tiên em quản lý ở trong admin ạ. Đăng nhập tài khoản. Thì danh mục của em hiện tại đang thể hiện là lồng nhau. Là có quan hệ cha con, thì ví dụ như ở đây nó hiển thị như này thì bên giao diện cũng sẽ hiển thị theo như thế ạ. Sẽ cấp như thế. Thì ở danh mục gốc ạ và danh mục con cấp thứ nhất ạ, thì em sẽ không cho dữ liệu của product ăn vào cái ID vào đấy ạ. Mà từ cấp thứ ba cấp con thứ hai trở đi thì mới dùng. Đồng nghĩa việc là ở đây thì em sẽ xây dựng là click vào điện thoại và new thì sẽ không có dữ liệu. Phải click vào cấp con. Vâng, cấp con thì nó mới có dữ liệu. Ví dụ như ở đây thì nếu em thêm một cái cấp 3 đi. Vâng, cấp 3 nữa, ví dụ của iPhone chẳng hạn. iPhone. Mình có thể chọn được cái khác cũng được, nhưng mà đây là bấm iPhone thì nó sẽ sang đây để cho nó dễ rồi. Ví dụ như iPhone 111 thì hiện tại ở đây là nó sẽ có cấp thứ 3. Rồi, ok. Như vậy em sang bên quản lý đi. Vâng, ngoài này nó cũng sẽ có cấp thứ 3 đấy. Ok rồi. Nào, bây giờ em xóa thằng cha nào, thằng ngoài cùng luôn, thì các thằng con bên trong nó sẽ như thế nào? Nếu xóa thằng cha thì các thằng con bên trong đấy cũng sẽ bị xóa theo. Xóa theo luôn, vâng. Xóa hết luôn. Vâng. Các sản phẩm thuộc nó thì sao? Các sản phẩm nó cũng sẽ bị xóa theo, cứ danh mục nào bị xóa thì đồng nghĩa việc sản phẩm sẽ bị xóa. Như vậy là ở đây là không có thùng rác, không riếc gì nữa đúng không? Tức là nó sẽ vào thùng rác ấy ạ, nó sẽ bị xóa mềm. Rác. Dạ vâng. Xóa mềm. Vâng. Và mình vẫn có thể khôi phục được. Vâng, vẫn có thể khôi phục. Như hôm qua đấy. Nó chỉ là nhiều hơn hôm qua một tí nữa. Ok, nào em vào phần sản phẩm nào. Dạ. Quản lý sản phẩm. Sản phẩm, dạ. Em vào một sản phẩm bất kỳ để sửa thông tin đi. Thử muốn xem cái việc em thay đổi danh mục ở trong sản phẩm như thế nào. Vâng, ví dụ như của thằng này trước. Thằng nào cũng được, sửa đi. Ok, lựa chọn danh mục nào. Dạ. Một cấp à? Vâng, tại vì không, ý là hiện tại em vẫn lấy từ cấp thứ 3 trở đi, tức là ấy ạ. Thầy hiểu. Cái này có thể em sẽ thay đổi cách hiển thị như cái kia là được rồi. Đúng rồi. Vâng. Làm luôn được không? Làm luôn chắc là được. Ok, làm luôn. Có nghĩa là thầy muốn cái trong phần chữa thông tin danh mục của chính sản phẩm đó, thầy muốn cái hiển thị của nó giống như là hiển thị của cái cây category luôn đấy. Để quy luôn. Để các em thấy một điều là gì? Là các em bắt buộc phải viết cái menu đệ quy này thành một cái hàm. Các em hiểu chưa? Đấy. Từ cái vấn đề chúng ta yêu cầu dẫn tới cái bài toán chúng ta phải hoàn thành đúng không? Là ở đây rõ ràng thầy muốn đưa ra cho em một cái công việc là em mà không viết ra dạng hàm, em head code ở trong từng cái phần này thì rất là dở. Thì nếu như mà em làm tương tự được ở bên này thì em sẽ biết được cái hàm của mình sẽ có logic code như thế nào, đúng không? Vâng. Nào, thầy hỏi em này. Dạ. Có làm luôn được không? Chắc là em xuống kia một tí nữa là được. Không, ngồi đấy. Có làm luôn được không? Chắc được, để em thử. Bao nhiêu phút? Chắc 50 phút đấy thôi. Ok. Rồi.
nó đang bị nhân như này. Nó đang bị index. Nó đang bị nhân thứ hai trở lên. Nhân thứ hai trở lên. Hiện tại nó đang hiển thị được ạ, nhưng mà chỉ sửa lại một tí nữa, tại vì ví dụ như đây là cấp cấp lớn hơn của thằng cấp trên, à của thằng con ấy. Thì nó đang đây, dụng như này cho dễ nhìn, thì nó đang cũng đã hiển thị tranh rồi đây. Nó đang bị nhân theo cái này, để em xử lý nốt cái chỗ này, cái này dễ nhìn hơn. Đây, nó sẽ tranh ra index hiện tại vị trí. Tăng theo index, index bằng 1. Index tăng lên. Index tăng lên. Tăng lên 3. Hiện tại thì nó có thể hiển thị để mình biết được cha con rồi ạ. Ừ. Còn để hiển thị như cái cấp kia thì em sẽ phải sửa lại cái cấu trúc HTML à? Vâng. Còn lại thì chỗ này vẫn đấy hiển thị, ví dụ như thằng iPhone là cha của thằng iPhone 11 ạ. Ừ. iPhone 11 đã thụt vào một cái gạch rồi ạ. Ừ. Còn lại kia cũng là cấp lớn hơn, à, cấp bằng iPhone, nó sẽ bằng iPhone ạ. Ừ. Ok, xong rồi. Cái đấy em về em làm lại, em làm tiếp nhá. Được. Nào, em cho thầy xem cái phần quản lý danh mục. Đây ạ. Ừ. Em sửa cái danh mục đợi thầy một chút. Em chuyển cho thầy thằng cấp con của thằng iPhone sang thằng cấp con của thằng Samsung này. Cấp con của iPhone đây đúng không ạ? Đúng rồi. Sửa này. À, sang thằng Samsung. Đây. Okay. Thì hiện tại muốn lấy tên cũ cũng được ạ. Không thì mình sẽ phải đổi tên ạ. Ý là cái ID của nó vẫn là như thế. Ừ. Nhưng mà cần đổi lại tên thôi. Hoặc lấy tên cũ cũng được ạ. Thì nó tên vẫn cũ. Sang. Ok. Sang chưa? Nó sang Samsung đấy ạ. iPhone không còn con nữa. Ờ. Em cho thằng cấp con của Samsung sang cấp 2 của thằng Vivo đi sao? À, của thằng cấp bên ngoài cùng ấy. Đấy, một cái ngoài cùng đấy, Oppo chẳng hạn. Thằng này sang Oppo đúng không ạ? Đúng rồi. iPhone 1 sang Oppo đúng không ạ? Thằng cấp 3 đấy sang cấp Oppo nữa. Vâng, sửa. Sang Oppo đây. Ok. Dùng bọn này tên cũ chẳng hạn. Tên cũ thôi. Đấy. Ok. Nó vẫn đang ở đây, dụ nó về cấp 2 cũng được. Vâng, được. Ok rồi em. Vâng, xong rồi.